dày. Ngày hôm nay thì tôi sẽ lên cái video chia sẻ với các bạn 6 cái dấu hiệu, triệu chứng nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự cảnh báo để chúng ta sẽ phát hiện ra một cách sớm nhất về bệnh lý ung thư dạ dày của chúng ta. Cái triệu chứng đầu tiên đó là những cái triệu chứng như là đau bụng hay là thấy khó chịu ở vùng bụng. Cái triệu chứng này ấy, thường thì sẽ xảy ra nhiều lần với một số những cái trường hợp như là bị viêm tá tràng hay là trào ngược thực quản. Thường viêm tá tràng nhiều hơn sẽ có những cái triệu chứng như là đau âm ỉ cái vùng thượng vị này, bởi vì khi mà cái khối u nó tăng lên ấy thì nó sẽ chèn ép vào những cái mô xung quanh và nó sẽ gây ra cái tình trạng như là đau và khó chịu ở cái vùng đấy. Nó cứ đau âm ỉ, nó đau liên tục như thế. Đấy là cái triệu chứng đầu tiên của chúng ta nó có thể nghĩ tới đối với lại cái tình trạng ung thư dạ dày. Cái triệu chứng thứ hai nữa là mọi người sẽ phải cần lưu ý khi mà cái dấu hiệu chán ăn nhé mọi người nhé. Khi mà chúng ta có khối u ở phần dạ dày ấy thì nó sẽ chèn ép toàn cái khối u và có thể nó lại làm cho cái dạ dày đầy hơn và gây ra cái kích thích những cái hormone làm cho chúng ta không có cái cảm giác như là thèm ăn nữa, tăng cái cảm giác no lên. Nếu như mà chúng ta có những cái dấu hiệu mà cảm thấy là chán ăn lâu ngày liên miên, mặc dù là chúng ta ăn rất là ít nhưng vẫn có cái triệu chứng cảm giác như chán ăn, thì bắt đầu dẫn đến một cái tình trạng sẽ bị sút cân rất là nhanh trong cái khoảng thời gian 1 tháng. Ví dụ trong 1 tháng có thể là sút 3-4 kg, thì chúng ta cần phải lưu ý cái việc chán ăn này. Và sự sút cân chúng ta cũng phải lưu ý để đó là một trong những cái tình trạng ung thư dạ dày. Đấy là triệu chứng thứ hai. Cái triệu chứng thứ ba nữa đó là nôn mửa. Khi mà chúng ta có một cái khối u như thế, nó sẽ gây chèn ép và làm cho cái việc mà thức ăn đi vào sẽ bị chặn lại. Cái quá trình tiêu hóa dẫn đến cái tình trạng nó bị co và đẩy ngược lại thức ăn. Đặc biệt sau khi vừa mới ăn xong thì chúng ta có những cái triệu chứng như là chúng ta buồn nôn, thì đấy là cái triệu chứng liên quan đến ung thư dạ dày. Cái triệu chứng thứ tư có thể sẽ gặp phải trong cái vấn đề ung thư dạ dày, chúng ta đi ngoài da phân đen. Bởi vì khi có một cái khối u ấy thì nó có thể là dẫn đến cái tình trạng như là chảy máu ở trong cái phần dạ dày. Và khi khối u đó nó chảy máu, chúng ta đi ra ngoài, máu ở đấy là máu đỏ. Nhưng mà khi mà chúng ta đi ra ngoài, nó sẽ đi qua một đoạn ruột non, rồi đến ruột già, và cuối cùng là đi ra ngoài có phân. Lúc này máu nó đã chuyển thành màu đen. Qua một cái tình trạng dài, nó sẽ chuyển thành máu đen và thường có cái mùi như là cái mùi ăn khẳng, nó rất là khó chịu. Đấy cũng là một trong những cái triệu chứng của ung thư dạ dày. Cái triệu chứng thứ năm là mệt mỏi, sút cân. Việc tổn thương có thể nó sẽ làm cho chảy máu, mất máu. Khi mà mất máu ấy thì nó sẽ mất đi những cái dinh dưỡng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là khi mà bắt đầu cái khối u nó tăng lên ấy, nó phát triển lên, nó sẽ cần rất là nhiều chất dinh dưỡng. Và cái khối u đấy nó sẽ làm cho cái chất dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta nó sẽ bị thiếu hụt đi, làm cho chúng ta luôn luôn có cái cảm giác như là rất là mệt mỏi, sút cân, cảm giác nó như không còn sức lực để mà chúng ta làm được những cái công việc nữa. Đấy là cái triệu chứng thứ 5 của ung thư dạ dày. Cái triệu chứng thứ 6 liên quan đến chứng bụng tiêu chảy. Cái triệu chứng này nó cũng có thể là sẽ nhầm lẫn đối với một số những cái trường hợp như là chúng ta ăn không tiêu, nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng như thế này. Hoặc là chúng ta có một số những cái bệnh lý về đại tràng, chướng bụng và tiêu chảy liên quan đến việc hấp thụ và co bóp ở cái dạ dày gây ra những cái triệu chứng như thế này. Đấy là 6 cái dấu hiệu hay là những cái triệu chứng để cảnh báo của cái tình trạng ung thư dạ dày. Mặc dù nhóm đối tượng nguy cơ cao nó không phải là sớm, nhưng mà ít nhất nó sớm nhất nếu như mà chúng ta thấy để chúng ta đi khám một cách kịp thời.
Chúc mừng các bạn đã xem hết cái video của tôi. Nếu như mà các bạn thấy cái video này nó hay, nó hữu ích thì các bạn cũng có thể là giúp cho tôi chia sẻ tới cho nhiều người để cho chúng ta có thể biết được về những kiến thức này hơn. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy cho tôi một nút like. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.